Vâng, Nội thất Sen xin chào các bạn. Hôm nay Nội thất Sen xin giới thiệu với các bạn cách lắp bàn 1m2 chân sắt U có yếm. Trước khi đi vào công việc, tôi sẽ giới thiệu qua với các bạn là các thành phần chính của chiếc bàn. Đầu tiên là yếm. Yếm tre phía trước các bạn ạ. Đây nhé các bạn nhé. Yếm này có kích thước là 1m, rộng sâu 30 cm. Và đây là hai chân sắt U và đây là mặt bàn. Đây các bạn nhé. Đó. Và chúng ta chuẩn bị một ít vít khoảng 1 phân rưỡi để lắp các bạn nhé. Trước tiên chúng ta để cái yếm nằm xuống phía chiều như thế này và chúng ta cho chân vào lắp. Đó, em lắp đi. Đó. Ở vị trí chân chúng tôi đã hàn sẵn tay để chúng ta có thể bắt vít được vào. Đó. Trên hai tay ta để xuống bắt vít 1/2 các bạn nhé. Lưu ý là vít 1/2, 1/6 các bạn nhé. Nếu dài hơn thì có thể nó sẽ bị xuyên sang mặt bên kia. Đó. Tại vị trí yếm này và tai có 4 vị trí bắt vít. Chúng ta bắt vào. Đó, bên này nữa, tiếp tục. Bàn chân sắt có yếm là mặt hàng chiến lược của Nội thất Sen các bạn ạ. Hiện nay bán rất tốt mà giá lại hợp lý. Mặt là gỗ công nghiệp phủ melamine chống xước, chân là chân sắt sơn tĩnh điện, đảm bảo độ bền cao, ứng dụng rộng rãi. Bàn là có kích thước 1m2, rộng 60 cm. Đó là bước 1, chúng ta đã làm xong chân vào với yếm. Đó các bạn ạ, chúng ta đã hoàn thiện bước chân. Sau đó là chúng ta cho mặt lên. Tất cả vị trí chân đều có tai để lắp lên lên mặt. Đây nhé các bạn nhé. Đó, chúng ta chỉnh cho làm sao kích thước nó tương đối chính xác vào. Mình đo cho nó khoảng cách hai bên này, khoảng cách trước sau này để nó vừa vặn vào, và tất cả dưới vị trí đó. Đây tôi sẽ quay chi tiết tỉ mỉ cho bạn xem nhé. Đó, đây là gầm bàn các bạn nhé. Đây gầm bàn có tại vị trí, những cái vị trí này nó đều có những cái vị trí tai vít. Đó. Các bạn và quý vị và các bạn có nhu cầu thì chúng ta bắt vít ngược lên. Đó. Nếu mà các bạn nào mà không quen thì có thể để ngửa cái bàn lên lắp cũng được. Đó. Tương tự như vậy với các lỗ vít tiếp theo thì chúng ta sẽ hoàn thiện được một chiếc bàn có yếm các bạn ạ. Rất nhanh phải không các bạn? Đó. Và như vậy là Nội thất Sen đã giới thiệu với các bạn cách lắp xong một chiếc bàn 1m2 có yếm mặt gỗ công nghiệp phủ melamine chân sắt chữ U sơn tĩnh điện, đảm bảo độ bền chắc và nhanh gọn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt các bạn.